Xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh đi qua tuyển hình nha. Hôm nay thì mình giới thiệu lại ngoài một số món là có khách chốt nha, nên mình cũng quay sẵn tiện quay đây cho anh em xem. Bên cạnh đó thì có nhiều món mình quay cũng có giá cụ thể cho anh em nha. Mình không có đây mình không đánh số nha, nhưng mà nó không có trùng nhau nhiều, anh em chỉ cần nói cái món gì và có giá hết rồi ha, thì anh em sẽ tiện cho anh em chốt lúc ha. Ok. Đầu tiên mình lên cái mấy cái búa này nha nè. Bởi vì hôm qua giờ anh em hỏi búa này nhiều ha, anh em hỏi bi rồi anh em thấy các clip tổng quan á, với kênh mình rất là kỹ nha. Đó, cho nên á, cái clip tổng quan á thì mình thật sự mình thấy nếu mà anh em nào thật sự rành á thì nhìn vô là biết sau khi mua về nó như thế nào thì mình mới khuyên mua nha. Còn một số anh em chưa rành lắm thì mình toàn là đa số là khuyên không nên mua thôi. Đó. Bởi vì đôi khi về rồi anh em không sử dụng được chẳng hạn, không có vệ sinh được thì mình bỏ rất là phí, mà món hàng không bao nhiêu tiền mà đổi trả thì nó cũng mất công anh em nha. Đó. Cho nên đa số nếu mà anh em nào quen rồi, quen mà biết vệ sinh cơ bản thôi, là những món này vệ sinh cơ bản thôi là anh em sẽ ok thôi. Đó, anh em thấy nha, cái này mình vệ sinh rất là bình thường thôi thì ví dụ cây đang hôm qua anh em nhìn thấy nó khá ghê nha, nhưng mà mình nhìn vô thì mình biết nó như thế nào liền anh em ha. Đó. Rồi mình sẽ báo sơ sơ nha. Rồi, cái này là cây búa gõ sĩ thuộc dạng huyền thoại rồi anh em ha. Form nó có những cái form nó rất là huyền thoại anh em ha. Nói chung cái này còn mới nha nè, 280g, cái này 100.000 nha, cái này thiếu cái nem zin thôi, cán zin luôn anh em nha. Cái này thì có báo khách hôm qua nha, mình quay kỹ lại cho anh đó xem ha, mình có gửi cái clip riêng rồi ha. Cái này nó đọc cái đó là cái đầu, thường cái form này thì sẽ là đầu nhọn nha, cái này thì đầu bằng để gò và một đầu đóng nha. Đó. Cái này là hàng thủ công anh em nha, có chữ Nhật ở đây ha, 200g. Cái này là một cái cây bằng cao su nha, cao su này nó cứng ha, chứ không phải là cái loại mà nó mềm ha. Nhưng mà anh em dùng cái đầu này nè để gõ máy, gõ chi tiết bị rỉ sét đó, tuyệt vời luôn anh em nha. Cái cây này là cây gần như bắt buộc anh em nào làm máy phải có anh em ha. Cây này thì nó nặng 230g thôi, nó đồng 1/2 của Vexcel anh em nha. Vexcel thì chất lượng tuyệt đỉnh anh em ha. Vexcel, Vexcel xịn nha. Bây giờ búa Vexcel nhái cực kỳ nhiều luôn anh em ha. Mà anh em yên tâm, cây này là hàng xịn 100% nha. Nói chung cây này đã có dấu hiệu sử dụng qua nhưng mà vẫn cái đầu nhựa này nó vẫn còn rất là nhiều anh em nha. Thông số nó đây anh em ha. Đó. Nhân zin cán zin nha, cái này 100.000 nha. Cái này giá 130 anh em ha, cái này nặng gần nửa ký nha, 480g. Nói chung cái này mà anh em về đánh xà phòng cái tay nóng lên thì cái này rất là mới nha nè. Logo OH quen thuộc ha, tay nóng cũng logo OH nha. Đó. Ở dưới đây có phần đầu vàng ốc, hình như đầu 17 19 gì anh em nha. Ok, cái này giá là 130 nha, giá rất là tốt luôn em ha. Rồi bi này bi 1/2 anh em nha, 1/2. Cái này OH anh em ha. Cái này giá 100.000 thôi, tổng quan còn rất là ok luôn. Bi nó có cắn nhẹ nha nè. Bi này là nếu mà dọn qua sơ một cái rồi đánh bóng hai đầu thì nó như mới anh em ha. Đầu này thì tính ra sử dụng chưa nhiều. Em thấy OH khắc rất là sâu nha. OH có hai loại ha, loại nó khắc chìm xuống, loại thì nó in nổi lên ha. Là 1/2 nè. Ở dưới này em thấy 1/2 nữa nè ha. Trung hàng chính hãng, hàng xịn thì nó làm chi tiết nó rất là sắc nét anh em ha. Nem zin nhá. Cán zin 100.000 thôi ha, 340g. Anh em chỉ cần nói bi 1/2 là mình sẽ biết cái nào nhá. Đó, đầu bi 1/2 này ha. Còn cái đầu này là đầu số 1 thì nó nặng gấp đôi cái đầu kia. Cái này 550g cả cán nha, cái này thì còn rất là đẹp luôn ha. Mới vệ sinh sơ bụi sét thôi. Mà anh em thấy nó đẹp cỡ này rồi ha, đầu bi nè. Đầu bi là cái đầu mà cho dù cái búa xịn cỡ nào anh em sử dụng nhiều nó cũng sẽ để lại cái dấu cắn nha. Nhưng mà cái này rất là lâu đời rồi mà anh em thấy ha. Cái đầu nó nè, rất là hiếm anh em nha. Cái đầu bi tròn zin rất là hiếm ha. Cái đầu đóng vậy ha. Giá rất là tốt cho một cây số 1 nha, 170 anh em nha. Anh em mà chưa có búa bi thì cái cây số 1 này là cái cây mà thuộc loại cân nặng mà hay xài nhất anh em ha. Đó. 170 anh em nha. Anh em gọi bi số 1 được nha. Còn bi này là bi 2.5 nha, 2 1/2 ha. Cái này
Sử dụng nhìn cái cán là biết nó lâu đời rồi, sử dụng rất là lâu rồi ha, nhưng mà được cái bi nó quá tốt luôn em nha, bi xuất sắc luôn ha. Đầu 2,5 rất là hiếm gặp, cái đầu nó còn đẹp như vậy ha. Anh em biết những cái cây mà cái này cả cán nó ký 3 nha, cái đầu đầu không của nó tầm ký ký 1 ký 2 ha. Cái này khi mà gửi thì mình sẽ cưa cái cán nha, bởi vì cái cán này không sử dụng được nữa ha, và nếu có thì cũng quá xấu ha. Bẻ thì bẻ không nổi nhưng mà nó cũng xấu lắm ha, cưa thôi, lấy cái nem zin thôi nha nè. Cái đầu thì xuất sắc ha, đầu 2,5 mà đẹp vậy là cực hiếm luôn em nha, giá 250 ngàn nha. À, giới thiệu đến em tiếp một cây đầu trâu anh em nha. Đó. Cái này nó chỉ có 380 gram thôi ha. Đó. Anh em thấy phần nhổ đinh này, phần đóng đinh này nha. Đó. Form này thì là cái form form nhỏ nha nè, 380 gram, cả cán nó tầm 450 gram, cả cái bọc nhựa thôi chứ không phải cán gì ha. Đó. Cán nó ở đây rồi ha. 450 gram nha. Đầu trâu thì anh em sẽ tìm cái size nhỏ rất là hiếm anh em nha. Giá cái này thì nó cũng nhỉnh hơn cái búa Trung Quốc tí xíu thôi ha, 150 nha. Đó, anh em nào mà cần cái size nhỏ thì cái này ok. Đó, cái điều nó không có cái bọc nhựa thôi, 150 nha, 380 gram. Ở đây có cây nhọn ha, cái này 280 gram anh em nha. Cái này thì chữ nghĩa đầy luôn ha, còn đẹp, cán zin nem zin nha, em xin rất là chắc chắn ha, 100 ngàn nha nè. Cái này cũng trong ba này anh em nha. Đó. Anh em thấy ha, cây cán vàng OH này, đó, trong ba. Cái này cây bú gò nha nè, cũng của OH luôn, cán sợi thủy tinh nha. Còn khá mới ha. Đó. Made in Japan nè. OH Industry ha, logo OH nha. Cái này 380 gram, cái này cũng 130 luôn ha. Cái này thì có anh khách lấy ha, mình quay cho anh xem luôn ha. Đó. 13 17 nha. Đầu này nó hơi xích ha, anh mua về anh tự vệ sinh nha. Nếu mình quay cho anh xem thôi, cái này thì anh khách lấy rồi ha. Rồi. Bước sang là tiếp tục tới món gì đây? Mình giới thiệu cho anh em hai cái cúc chim nha. Cái này là cây 650 gram ha. Form này thì thuộc loại là form form nhỏ thôi nha, chưa gọi là mini nha nè. Có mấy cái form mini có hai lạng thôi ha. Cái này là 650 gram. Cái này giá 250 ngàn em nha. 55 ly, cả cán của nó là 32 ha. Tình trạng còn khá mới nha, cái đầu này thì mình không có để bén nha nè, nên là cần bén hơn thì cứ mài ha, nhưng mà cuốc mình nghĩ cũng nên để bén làm gì ha. Đầu này thì cũng zin luôn à. Nói chung cái này còn khá là mới ha, nước sơn gốc của nó có lẽ là màu xanh lá anh em nha. Rồi cái này 250 nha. Đợt trước mình cái này có gắn cán này ha, anh kia anh mua cái cán rồi, cán khá đẹp ha, cán mình bán 100 ngàn rồi, cái này mình thanh lý luôn nha. Cái này thì nó nặng gấp hơn gấp đôi cái này ha, giá nó là 230 nha. Cái này chữ đây luôn ha, ký tư ký rưỡi vậy anh em nha. Cái này thuộc loại là size khá lớn rồi ha. Này cái bảng nó là cũng 7 phân, nó dài là 47 ha. Đó, anh em mua sử dụng hoặc là anh em mua về làm đẹp thêm thì cái này giá quá tốt luôn ha, 230 nha. Rồi, nguyên cái nấm này là 140 ngàn nha. Đó, cho anh em về vọc chơi ha. Ở đây thì cái này là hàng chưa sử dụng nè, đầu 1/4 anh em nha. Mấy cái này thì nói chung nó lỗi anh em ha, tại vì riêng cái này thì đầu 10 là ok nè, đầu 10 12 mấy cái này nó mắc lắm anh em nha. Tuy nó hàng trơn nhưng mà nó cũng mắc lắm, bởi vì nó ít hàng với lại giá gốc nó cũng cao ha. Cái đầu 12 này thì anh em dập lại là ok nha, tại vì bật bật được là ok rồi ha. Anh em thấy là so dưới nè ha, bật được là ok rồi. Cái này rất là tiếc anh em nha, cái này mình cực kỳ thích luôn.
Lúc mua về nó chưa mất cái gạt ha, anh em thấy nè, có cái gạt qua gạt lại á, nó chỉ là một cái thanh sắt thôi anh em nha. Đồ mini này cực kỳ hay luôn ha, rất là tiếc luôn. Cái này là có cái này vô là giá 100.000 anh em nha, anh em về chế cái cây cho nó là ok thôi, nó mới lắm. Gom cho đi hết luôn á. Rồi mấy cái này nó hơi xấu ha, cũng nhãn mát hết nè ha. Cái này là nguyên nguyên một khối thép, cái đi nó xấu ha, anh em về chế gì đó chế nó dày lắm. Mấy cái này là mua là mắc tiền anh em nha, nhưng mà nó lỗi phải chịu ha. 10 13 này nói chung xấu ha. Rồi kèm hết luôn nha, 6 cây luôn, 140 luôn nha. Chung cái này chỉ có một bộ thôi nha, mà mình biết mấy anh em DIY rất là thích ha, nên anh em cứ xem cái cập nhật đã bán của mình ha. Hoặc là anh em thôi cứ hỏi đi, rồi hoặc là chụp hình nha, anh em nói là cái combo cà lê đa năng đi nha cho nó dễ ha. Rồi 84 nha nè, 6 món ha. Rồi tới cái combo làm vườn này nha, combo này thì quá đẹp luôn anh em ha. Cái cây này là xấu nhất trong này, xấu nhất trong 3 món ha, mình giới thiệu trước nha. Cái này thì liềm nó răng nó không còn đủ hết nha, nhưng mà nó hơi mòn nha, cho nên mình để vào đây nha. Thật ra hai món này là đủ rồi nè, bởi vì nó hàng nó dày, hàng xịn ha. Đó. Anh em ví dụ như cần giật lá chuối gì đó tạm tạm thì nó vẫn ok thôi nha, không vấn đề gì đâu. Cái này là thường dùng để đào mấy cái lỗ nhỏ nhỏ để gieo hạt nha anh em. Đó. Nó là thép SS ha, nhưng mà nó là thép SS xịn nha anh em. Đó, anh em thấy chữ Nhật hai hàng ha, quá chân chữ luôn, thân bằng bọc inox luôn, tay nắm đẹp ha. Ok. Cái cây này thì nó là cuốc ha, cây này thì anh em tùy nha, nó zin nó như vậy nên nha, anh em muốn vuông góc thì anh em cứ bẻ thôi ha, thép này nó dẻo và anh em yên tâm ha. Cái này cũng khá nặng tay nè, thuộc loại mini thôi nhưng mà nó cũng khá là đậm tay. 7 nha. 10 ha, cái cán nó dài 35 đó, tem nó mới tróc thôi. Đặc biệt cái cây cào, cái cây sới này rất là hay luôn ha, nó cũng zin như vậy nha, đó nó dài khủng khiếp luôn ha. Cái này là của Golden Star nha, rất là dài. Ok, con mua là 200.000 anh em nha. Rồi cái kéo này đi ha, cái này gồm có một cây kéo bếp nha nè. Xin lỗi anh em, cái cây kéo này thì cắt vải ha, hàng xịn 100% nha, anh em xem cái mép ha. Mình thì không có bao, không không có bao bén nha, bao bén ha. Đó, cái gì anh em mấy cái này thì anh em biết phải về ra thợ mài tầm hết 10.000 ha, thì anh em cắt ok thôi, bởi vì cái góc nó là thép nó cực kỳ xịn này ha. Đó. Thì những cái này mài bén lên thì giá nó là nó bằng cái combo này rồi anh em ha. Đây. Kèm thêm cho anh em một cái cây này ha. Cái cây này thì anh em dọn lại rất là đẹp nha. Cái form này là form bonsai anh em ha. Đó. Cho nên nó giá trị hơn mấy cái form thường. Có điều cái lưỡi chỗ này nó hơi xấu này anh em thấy nha. Đó. Này dọn lên thì bao đẹp luôn. Anh em thấy cái đầu thì nhỏ xíu thôi mà cái sợi thép này anh em thấy ha. Nó rất là kinh khủng nha. Đó. To gần bằng cái kéo khủng này luôn ha. Rồi. Cái chính là cái này nha. Đó. Anh em sẽ rất là hiếm khi gặp một cây kéo bướm nào mà cái lưỡi nó cỡ này ha. Cái này này anh em nha, anh em thấy cái lưỡi 9.5 này, cả cán tới 22 nha. Cái này anh em dọn về thì nó cực kỳ giá trị luôn nha. Những cái cây kéo bướm 350.000 á, nó cũng không đỉnh được như cái này đâu ha. Kéo bướm mình bán đắt nhất là có cây 350 á. Thì tất nhiên nó đẹp hơn nha, nhưng mà về cái độ dày dặn, về cái độ trâu thì nó không thể so bằng nửa cái này được. Nhìn thấy cái độ dày của nó là thấy ớn luôn em ha. Này nhìn mờ mờ cũng thấy được, nó trên clip không biết em thấy rõ được không. Mình nhìn ở ngoài mình cũng thấy hơi mờ mờ thôi, hai lớp thôi. Chữ thì chắc chắn là có rồi, đây nha anh em nha. Nặng khủng khiếp luôn anh em nha. Đó, mấy cây này mua thì anh em ra bãi mua mấy cây đó thì nó cũng rất là mắc nha. Mình xin phép dành vài giây ha, mình giới thiệu cái cặp liềm này cho một anh khách luôn ha, anh xem kỹ ha, anh giữ ảnh bốn cái búa mấy bữa rồi ha.
gì tổng quan nó khổ chuyện đó anh em ha. Đó, mình cũng muốn anh em nhìn kỹ nha, cho nên một vài anh em mà không có Zalo không có này kia nó rất là khó cho mình nha. Mình trước khi gửi là mình muốn anh em nhìn kỹ nha, thật hài lòng thì gửi ha, thật thích thì chốt ha, không vấn đề gì hết. Xem xong mà nếu mà chưa thích đó, thì cũng không lấy cũng vấn đề gì nha, mình rất là dễ ha. Đó. Nhưng mà khi mà anh em xem rồi mình quay kích thước rồi mà anh em nhận mà nó kích thước nhỏ lớn thì cái đó mình không có cho đổi đâu anh em, thông cảm nha, bởi vì mình quay kỹ rồi ha. Đó. Hoặc là nếu mà khác trên clip thì ok, chứ còn nếu giống clip thì anh em vui lòng nhận giúp mình nha. Đây một cái cây liềm, cây nhỏ này thì đẹp ha. Đó. Cái này thì mình có báo kích thước bên anh đó rồi ha. Đó. Rồi cái này thì nó không đẹp bằng nha, nhưng mà nó cũng rất là ok ha. Đó. Rồi tem mát từ lưa hết luôn. Rồi giới thiệu với anh em cái này luôn, mình quay để cho anh, một anh xem luôn nha, bởi vì anh có hỏi rồi, xin phép anh em vài giây thôi ha. Cái này kích thước nó tầm 65 nha, cán rồi này kia đẹp ha, form lưỡi cũng rất là đẹp luôn anh em thấy ha. Cái này đánh một phát là sáng bóng luôn anh em nha. Mấy cái này thì anh em nhìn cái nước thì anh em biết vệ sinh nó rất là dễ ha. Đó, đánh một cái là sáng luôn. À, 48 đủ nữa hả, khoen zin nó còn sơn luôn ha. Ok ok mình tiếp tục theo giới thiệu. À, tôi mua lại đi. Ok ba cây kéo cắt hết anh em nha, trong này thì hai cái này cũng mềm luôn rồi ha. Cái này là King Concor ha, nó cũng nói chung cũng khá nổi ha. Nhưng mà cái này thì cái lưỡi nó là lưỡi zin nó bằng anh em nha. Đó, cho nên anh em mà cắt cái phần dây điện ở trên này nó vẫn bén nha. Nhưng mà cái lưỡi này là lưỡi zin, là lưỡi bằng ha. Mình chưa rõ là 100% nó công dụng làm gì nha. Đó. Thường ấy, thường cái hàng á, hàng anh em biết ấy, những cái cây kể cả Knipex chẳng hạn ha. Phía trên lúc nào nó cũng khít nha, phía dưới nó hở ha. Đó. Thì anh em mà cần mà cắt những cái mà gọi là cứng á, thì anh em có thể để phía dưới nha. Đó rồi bắt đầu cắt đứt là phía trên. Đó như vậy ha. Cái này nó zin 100%, trên là nó kín, dưới nó hở ha. Mép không cắn đâu, nhưng mà cái mép nó anh em lưu ý mép bằng nha. Đó, hàng xịn ha. Cái này là kích thước nó 16 nè. Mấy cái này cũng tầm tầm đó nha. 16 ha, cái này thì có lẽ là 10 14. Cái này cái Hosan nha. Cắt tuốt cũng còn khá ngon ha, tương đối anh em về vệ sinh thêm nha. Cái này là cây của Mary nha. Mary cây này thì dùng để nó gọi là chuyên cắt plastic anh em nha, nhựa ha. Nhưng mà anh em vệ sinh thêm thì cắt dây điện nó cũng ok. Cả ba cây này giá 106 anh em nha. Hàng là hàng xịn của Nhật hết ha. Rồi. Giới thiệu tới anh em combo cành này luôn ha. Một cây kéo cành, anh em thấy nó có chữ nó nhiều ha, chữ nó hơi màu xanh xanh nè. Cái này mép zin con đẹp anh em nha. Hai lớp ha. Mấy cái này thép hai lớp hết. Cái này kích thước nó tầm 15 cm nha anh em. Phía tay nắm nó rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, mang tính thẩm mỹ rất là cao anh em ha. Đó. Mấy cái này anh em cắt nó đã lắm, bởi vì nó anh em cắt vô cây nó ngọt lắm. Một cây cắt tỉa mầm ha, cái này anh em về vệ sinh thêm nha. Cái này không có lò xo anh em nha. Những cây mình bán không có lò xo thì anh em chịu khó tìm ha, hoặc là đợt nào có thì mình sẽ bán riêng nha. Chứ mình không thể hứa trước là khi nào có lò xo được anh em nha, bởi vì có anh khách anh mua lò không lò xo mình nhắc rồi ha, thì anh cứ nhắn hỏi là khi nào có lò xo để cho mình, đặc biệt lò xo mà lò xo con sâu á, rất là hiếm anh em nha. Đó. Còn lò xo này là xo bình thường thôi, lò xo bình thường thôi. Đó. Cái này là hàng xịn nha, RS anh em ha, mép này. Cái này lưỡi cong anh em nha, lưỡi cong thì nó thường nó mắc hơn cái lưỡi thẳng ha. Lưỡi cong nó loại loại lưỡi lưỡi ngắn nha. Này. Cái này thì là một cây cắt tỉa nha. Có điều cây này cái lò xo thì lò xo không có zin nha nè, lò xo hơi yếu ha. Lò xo hơi yếu ha. Form này đẹp nha. Ba cây này giá 108 anh em nha. Mỗi cây 60 ngàn, giá quá tốt luôn anh em ha. Cái này cũng là hãng này anh em ha. Đó. Em mở hai nắp đây là anh em vặn được ốc ra nè. Nó có hai cái nắp này để anh em về cần mở ra nha. Đó, mình đó. Cái này cũng tầm 10 16 năm anh em nha. Đó, ba cái này giá 88 nha. Ok, tới ba cây Saboten anh em nha. Anh em qua và hỏi nhưng mà
Mình muốn mình vệ sinh sơ cái lưỡi thôi cho anh em thấy ha. Mấy cái này vệ sinh lên thì bao đẹp nha. Mấy cái này lẻ thì 180.000 một cây anh em nha. Giá nó là gần như là bằng mấy cây hàng trơn bình thường nha. Như cái này ha. Cái này thì đã quá đẹp luôn rồi mà nó lại hàng xịn nữa ha. Cái này anh em nói saboten cán 1 cây anh em nha. Đó, cái này giá 180 nha. Cái này thì cắt ngọt xớt rồi. Mấy cái này cũng vậy nha, lưỡi dài hơn nha nè. 180 cây luôn ha. Anh em thấy ha, đó. Nhìn nhẹ thôi ha, cái này liếc sơ cái là bén ngọt luôn em ha. Lưỡi dưới quá đẹp luôn. Made in Japan ha. Đó, Saboten logo này anh em nha. Mấy cái này là nó xoay được nè. Cái này xoay được 90 độ. Có lẽ nó 90 thôi, tới đây thôi. Đó. Anh em có thể cắt nằm ngang nha. Cái này thì còn khóa anh em nha. Cây xoay được thì còn khóa luôn ha. Cái này đáng lẽ mắc cái này rồi. Cái này không xoay được mà mất cái khóa này ha. Đó. Cái điều lưỡi cái này thì đẹp hơn nha. Đó. Bộ phận nói chung tất cả các bộ phận đều hoạt động. Cái này thì tất cả các bộ phận hoạt động hoàn hảo nha. Chỉ có tay nắm hơi dơ thôi nè. Vệ sinh thôi. Thép này cực tốt luôn anh em nha. Những cây hàng trơn không thể so sánh với cái hãng này được anh em ha. Saboten luôn. Có điều cây này nó không có cái logo nha. Nó không xoay được ha. Nhưng mà lưỡi nó thì nó gần như nó không có nhâm luôn ha. Lưỡi nó quá quá tốt luôn. Vệ sinh trơn tru rồi ha. Chỉ có cái tay nắm này anh em chế nó dài thêm tí xíu là anh em khóa được. Ok, 18 cây nha. Rồi, giới thiệu với anh em cái cây này ha. Đó. Cái này hôm qua anh em thấy nó có cắn ở đây nha, mình dọn sơ xíu ha. Quá đẹp luôn anh em nha, anh em về mài thêm nha. Đó. Cái này mà không lỗi thì giá thì nó sẽ cao hơn nhiều anh em ha. Đó. Lỗi nhẹ thôi, mình đã dọn sơ rồi, anh em nhìn thấy nó cũng tương đối dễ nhìn rồi ha. Đặc biệt nó là thép nó cực kỳ đỉnh rồi anh em ha. Anh em thấy có những cái cây dao cái rửa thì thường là chữ nó khá đẹp nha, nhưng mà cái này anh em thấy ha, cái độ sắc nét của nó tuyệt vời anh em ha. Mình đo kích thước cho anh em nha. Cái này nặng nửa ký, hôm qua như mình báo cân nặng nè, nửa ký. Nó dài tổng cộng là tới 63.5. Thì những cái này mà nếu anh em mua chung với cây kéo thì cái việc ship nó sẽ rất là tiện. Kích thước nó là dài bằng mấy cây kéo xe dài luôn ha. Cái lưỡi này rất là khó đo, mình đo hòm hòm thôi nha, tầm 17 nha nè. Thép này thì bao tốt với anh em luôn. Cái việc mà nó hơi nghiêng một tí xíu này thì anh em chỉ cần canh sơ là nó thẳng này thôi, nó đơn giản nha. Đây, cái này giá 270 ngàn anh em nha, giá rất là tốt luôn hả. Cái này mà anh em giật cành nhánh thì thôi rồi luôn ha. Đó, rất là tốt luôn. Em về mài thêm nha nè. Đây, khi còn nguyên combo này ha. Mình giới thiệu sơ với anh em từng cây nha. Anh em nào quan tâm tới cái combo này thì bóc ra, bởi vì mấy combo này mình bán á thì cho một vài anh em về nguyên combo thì về bán lại ha, chứ còn giá thì đối với kênh mình thì anh em yên tâm ha, công khai hết. Mấy cái này anh em biết đó, anh em nhìn qua nha, cái này là cây của đầu trâu á. Đầu trâu không, rất là hiếm khi nó làm form này ha, nó làm cái form riêng. Anh em thấy cái logo này biết của đầu trâu ha. Đó, quá đẹp luôn. Một cây nha nè. Đây, cây này ha, cây này thì anh em thấy nó xét nha, nhưng mà cái đầu anh em nhìn cái cốt của nó thì nó mới đẹp anh em ha. Cái này của Yamaguchi nè, cái này 36 cm nè. Cái này cũng đầu trâu luôn nha. Đó. Nhu đinh ha, còn đẹp nha. Nhu đinh nó còn đẹp luôn. Nó dùng nhiều mà nó còn đẹp như vậy thì chứng tỏ thép nó tốt anh em nha. Cái đầu búa, đầu hammer nó ha, đó, còn khá đẹp. Cây là cây Saben phong dẹp này thì cũng thuộc loại huyền thoại rồi anh em ha, 45 cm nha. Đó, mấy cái đầu này mình chưa có dọn, chưa vệ sinh gì hết ha. Đó. Chung là mình lựa 5 cây này mình lựa rất là kỹ nha nè. Mới có được 5 cây nó đẹp như vậy ha. Minatori, nhưng mà cây này thì cũng là của Yamaguchi anh em nha. Đây. 46 cm. Form này rất là độc anh em nha. Form này thì cái gì hàng hàng xà cầy 46 60 cm rất là hiếm anh em ha, thường 30 35 là nhiều.
Anh em thấy cái đầu nhựa đinh ha, đẹp xuất sắc. Rồi. Mình bán nguyên cụm nó luôn anh em nha. Đó. Cái dao này thì cũng dành cho những anh em nào mà dọn mới mua được ha. Đó, không được đẹp nha. Ok, cái clip nó cũng khá dài đấy ha. Đó, anh em nào quan tâm tới kéo canh thì anh em có thể xem cái clip hôm qua nha. Rồi anh em chụp hình lại mình báo ha. Những cây kéo mà ngắn như vậy nè, đó. Kéo ngắn như vậy nha, dao động là từ tầm 100 ngàn cho tới 180 anh em nha, tùy mới cũ đẹp form lưỡi còn ok không ha. Ví dụ như anh em thấy nha, tuy nó xấu xấu rồi ha, nhưng mà form lưỡi nó còn nguyên nè, đó. Tùy nha, từ 100 tới 180 ngàn nha. Đó là size ngắn là dao động quanh 50 cm ha. Còn size dài nữa nè. Size dài nha, tất nhiên là cán còn đủ nha nè. Còn mấy cây mà cái cán nó bị hư thì giá nó thấp hơn ha. Size dài là từ 200 cho tới tầm tầm 250 anh em nha. Đó. Size dài là 65 cm anh em nha. Đó, tùy cây ha. Anh em có chụp hình lại mình báo giá nha. Đây đợt này không có vệ sinh kịp ha, mình giới thiệu trước mình em này. Còn kéo thì anh em xem cái clip B307 á, mình có giới thiệu từng cây nha, anh em cứ gửi hình qua rồi mình báo giá nha. Rồi, cảm ơn anh em xem hết clip nha. Anh em nào lần đầu xem kênh hoặc là anh em chưa đăng ký, nhớ bấm đăng ký kênh nha. Và anh em bấm nút like để ủng hộ kênh ha. Rồi, rất cảm ơn anh em nha. Xin chào anh em.